Rồi chào bạn. Mình sẽ ở bài 4 này mình sẽ nói về cái cách tìm sản phẩm tiềm năng ha. Thì thứ nhất là mình sẽ dựa theo cái sở thích, cái đam mê, cái thế mạnh của bạn. Như là bạn đam mê về máy tính thì bạn sẽ bán những cái phụ kiện về máy tính như lót chuột này, rồi bọc bàn phím này, rồi các cái ổ cứng SSD, RAM chẳng hạn. Về điện thoại thì bạn bán những cái về ốp lưng, về miếng dán cường lực, đam mê đàn bán về đàn, các phụ kiện của đàn, tranh vẽ bán phụ kiện về tranh vẽ, bộ bút chì vẽ gì đó. Thì những cái mà bạn làm, bạn bán dựa trên cái thế mạnh và cái sở thích cá nhân, nó thường thì nó có động lực rất là lớn, và cái bạn cũng sẽ có một cái thế mạnh khi mà tư vấn cho khách hàng, tại vì bạn am hiểu về cái lĩnh vực đó. Rồi cái thứ hai đó là dựa theo cái xu hướng, cái trend. Thì như vừa rồi là có cái phong trào là tẩy chay đồ nhựa, thì mình có đọc được cái bài báo là có một cái anh kia anh làm cái ống hút, tre anh bán. Đây mình search thử trên Shopee này, mình coi thử coi cái số lượng nó bán ống hút tre như thế nào. Thì mình có thể bán ống hút tre, ống hút kim loại cũng được. Đây này, 42 này, 69 này, 412 này đó, hoặc là bình đựng nước thủy tinh. Bán 2.000 mấy luôn, 4.000 mấy luôn. Rồi, bây giờ thì đang gần Tết, thì mình sẽ bán quà Tết. Bạn có thể vào cái trang trend.google.com này để bạn phân tích. Chỗ này chọn là Việt Nam nha. Ở đây mình có thể xem được là các cái vùng nào mình tìm nhiều nhất này, xem được biết mình target được cái khách hàng tìm nhiều nhất ở khu vực nào này. Cái cụm từ tìm kiếm liên quan đó, mình qua bên Shopee mình search thử qua Tết coi họ bán những gì. Bánh giò này, nói chung thì những cái sản phẩm về quà Tết thì mình phải bán những cái gì mà nó độc lạ, chứ những bán những cái mà ở ngoài tiệm tạp hóa nó bán đầy ra thì mình nghĩ là mình không cạnh tranh được đâu, bởi vì bán những cái mình ở xung quanh gần ngay mình cũng có thì người ta ra ngoài đó người ta mua cho rồi, mắc gì phải mua trên internet, nhiều khi nó còn rẻ hơn nữa, vừa nhanh vừa rẻ hơn nữa, mua trên internet đợi lâu. Rồi bạn có thể sử dụng, bạn có thể vô cái trang này autoshopee.com, đăng ký tài khoản vô nha. Cái này bữa mình đăng ký rồi nhưng mà nó cho dùng thử có 3 ngày miễn phí. Bữa nay nó hết hạn rồi nên là không có coi nữa. Vô phân tích thị trường này. Đó thì nó sẽ cho mình xem những cái sản phẩm nào đang hot trong từng cái ngách hàng cụ thể này. Còn đây là một cái trang miễn phí nữa này. Mấy cái link này lát nữa mình sẽ để ở dưới video cho. shopee.atp software.vn, chọn như một từ khóa hot. Đây những cái từ khóa đang hot này, như ốp lưng, bấm vô mình coi ốp lưng được coi này, nó phân tích nè.
đã bán được bao nhiêu rồi? Rồi cái cách tìm sản phẩm tiềm năng thứ ba đó là các cái sản phẩm có nhu cầu cao như quần áo, giày dép, mỹ phẩm. Nhưng mà những cái sản phẩm này á, những cái sản phẩm nhu cầu cao thì tất nhiên ra cái sự cạnh tranh của nó cũng sẽ rất là cao. Thì mình làm sao phải tìm ra được cái sự khác biệt, phải làm tốt hơn đối thủ. Và mình phải tìm được cái ngách. Ví dụ như bây giờ cái mỹ phẩm thì có cái son môi đi. Son môi thì mình thấy có cái ngách là son môi thiên nhiên. Đó, nếu như mà bạn tìm được cái nguồn hàng về son môi thiên nhiên bạn bán thì cũng cũng rất là được, rất là tốt. Rồi, bài này kết thúc ở đây. Chào tạm biệt tất cả các bạn.